Đây là sông Đồng Nai, một dòng sông huyết mạch gắn liền với lịch sử hình thành đất và người Biên Hòa. Củ Lao Tân Vạn, một phần do sông Đồng Nai bồi đắp mà thành. Bên cạnh dòng sông lịch sử này, khoảng 300 năm trước, một làng gốm nhỏ đã ra đời từ những con người khai phá đất phương Nam. Đây là lò gốm Phong Sơn, một lò gốm lâu đời ở làng Tân Vạn. Đến Tân Vạn, ở đâu bạn cũng thấy những sản phẩm từ gốm được bày khắp nơi. Màu sắc chủ đạo của gốm nơi đây là màu đen và đó cũng là điều khiến người mê gốm như tôi muốn tìm hiểu. Anh Hứa Văn Quyền là chủ lò gốm Phong Sơn, anh thuộc thế hệ thứ tư nối nghề làm gốm truyền thống của gia đình. Lò gốm của mình là có cách đây cũng là được 4 đời rồi. Từ thời ông cố, ông nội, ba rồi mới truyền tới mình. Ở Tân Vạn mình là gốm đất nung, gác đen là đặc trưng. Đây là gốm đặc trưng của mình đây. Đất sét thì có thể mình lấy ở mọi nơi, chứ không nhất thiết ở khu Tân Vạn mình. Nhưng mà về cái truyền thống mà để làm được cái sản phẩm này thì khu Tân Vạn này là đặc trưng. Sản phẩm của làng gốm Tân Vạn trước đây chủ yếu là lu, vại, chậu hoa với đặc trưng là màu đen. Thị trường chính xưa kia của gốm Tân Vạn là miền Tây Nam Bộ và những tỉnh lân cận. Đất sét ở đây không phải là yếu tố quyết định của màu gốm. Anh Quyền cho biết yếu tố chính nằm ở lò nung và cách đốt gốm nơi đây. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái lò gốm đất nung của mình. Lò gốm truyền thống có 300 năm tuổi rồi. Thì để làm ra được cái dòng sản phẩm gốm đất đen thì cần phải có một cái lò nung như thế này. Tại lò này là mình sử dụng bằng củi. Cái sản phẩm của mình, cái màu nó phải kết hợp giữa cái nguyên liệu đất và một thành phần của bên củi, độ khói, cho thì nó mới tạo ra được cái dòng sản phẩm đặc trưng. Đốt bằng nguyên liệu khác thì không có ra được cái dòng sản phẩm đặc trưng của mình được. Sử dụng ga thì cái màu của cái sản phẩm nó sẽ biến đổi, nó sẽ không ra được cái màu đặc trưng của cái gốm đất nung này. Chất đất, lò nung truyền thống và cách đốt bằng củi là những nhân tố chính tạo nên màu gốm đen đặc trưng của Tân Vạn. Hôm nay là ngày gốm Phong Sơn ra lò. Bước vào bên trong lò nung, bạn mới cảm nhận được hết màu đen nơi đây. Màu đen không chỉ đến từ sản phẩm gốm nung đang tháo dỡ, mà sắc đen ấy còn quyện chặt vào những viên gạch của lò nung. Hôm nay là ngày mình ra lò. Sản phẩm của mình đã được nung hoàn thành rồi. Mình ra lò để chuẩn bị giao cho khách hàng. Một mẻ lò nung của mình là khoảng mất một tuần lễ, bao gồm thời gian là vào và ra lò luôn. Là một tuần lễ. Công suất của lò này là tương đương với 2 container để có được cái màu sản phẩm đặc trưng của cái dòng gốm đất đen này á, đất nung này á, là nhiệt độ phải từ 1100 đến 1200 độ C. Nếu mà nhiệt độ thấp hơn thì sản phẩm của mình nó bị sống, nó không đủ độ chín. Là lò gốm lớn nhất trong vùng, bởi vậy một tuần ở Phong Sơn đốt và cho ra lò một lô sản phẩm gốm. Tại đây luôn có sự chuyên môn trong quy trình sản xuất gốm. Mỗi người sẽ phụ trách một việc khác nhau. Hôm nay chú Út và hai người nữa phụ trách dỡ gốm trong lò. Lò gốm hôm nay phải dỡ cả ngày mới xong. Công việc vận chuyển gốm ra lò vất vả, vì vậy chỉ đàn ông khỏe mạnh mới làm được. Phụ nữ không tham gia công đoạn này. Những sản phẩm gốm đưa ra lò đều được phân loại cẩn thận và xếp riêng theo từng dòng cụ thể. Mình kiểm tra mấy cái đồ nó có lỗi hay không á, mà thì cái nào nó kêu thế này á là nó đã đạt, còn cái loại như thế này là nó bị lỗi, tiếng kêu như cái chuông, cái nào mà nó bị khè tè thế này đây, nhiều khi ra nó va chạm nó bị nứt.
Hiện nay ở Tân Vạn không còn đơn thuần là những sản phẩm chum, vải, lu, sành với màu đen truyền thống. Để phù hợp với thị hiếu của khách hàng, sản phẩm gốm nơi đây đã đa dạng hơn về mẫu mã, cũng như sáng tạo thêm những màu men mới. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái khâu xói men. Xói men để làm nên những sản phẩm có nhiều cái màu, men màu khác nhau. Ngoài cái dòng sản phẩm truyền thống là đắc nung, thì mình có tạo ra thêm những cái sản phẩm là có nhiều men màu khác nhau để phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Đây là gốm đắc đen, mình thêm màu để tạo nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Xói này á, cái khâu quan trọng á, là cái khâu về chuẩn bị mộc, là chuẩn bị đồ khô. Là khi thợ đã làm ra được cái sản phẩm rồi thì mình phải mang đi phơi, đi xong cho sản phẩm thiệt là khô, mình mới lên được cái lớp men. Những sản phẩm truyền thống xưa kia của gốm Tân Vạn hầu hết chỉ có một màu là đen và không có hoa văn. Hiện nay phương pháp làm gốm bằng khuôn với hoa văn có sẵn đã rất phổ biến ở Tân Vạn. Cùng với đó, cách làm gốm bằng máy theo dây chuyền hàng loạt cũng được đưa vào các lò gốm cổ nơi đây. Đây là cái khu vực mà là hàng đã hoàn thành rồi, sản phẩm đã hoàn thành rồi. Toàn bộ sản phẩm này đều tập trung ở đây để mình chuẩn bị giao hàng cho khách. Đây là cái sản phẩm đặc trưng của lò mình. Từ trước tới giờ là sản phẩm này là sản phẩm truyền thống. Sau này mình có phát triển thêm vài loại men để phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Đây là những cái dòng sản phẩm mới sau này. Hồi xưa là chỉ làm những cái lu vại để dùng để chứa nước, chủ yếu là thị trường ở miền Tây. Sau này thì phát triển thêm là những dòng chậu và lu chóe để mình trang trí sân vườn, tiểu cảnh. Một số sản phẩm có chữ in lên cái sản phẩm á, là do khách hàng của mình yêu cầu, là họ muốn đặt cái logo của họ lên sản phẩm hoặc là muốn đặt tên công ty mình có trên cái sản phẩm đó. Thì mình sản xuất theo cái nhu cầu của khách hàng. Thì mình xuất khẩu đi Mỹ, một số nước ở châu Âu. Hồn gốm Tân Vạn tồn tại hơn 300 năm qua, không chỉ ở màu đen đặc trưng mà nó còn nằm ở kỹ thuật thổi hồn cho gốm nơi đây. Đây là bác Ngô Văn Kim, người đã có hơn 40 năm kinh nghiệm làm gốm thủ công theo phương pháp nắn tay. Cách làm gốm của bác chính là cái hồn của gốm Tân Vạn xưa kia. Đây là truyền thống từ cha truyền con nối, có nghĩa là không có truyền cho người ngoài, nghĩa là cha chỉ truyền lại cho con. Rồi cứ tiếp tục như vậy. Hồi đó đây là toàn bộ nắn tay không, không có in. Nhưng giờ này thì nắng tay thì không còn người nhiều người nữa, thành ra giờ phải in vô là đắp vô cho nó đủ. Ở Tân Vạn, mỗi công đoạn làm gốm thủ công theo phương pháp nắn tay đều có tên gọi riêng như làm tuồn, tay khổ, tay sổ và bọt tay. Bác Kim chuyên làm công đoạn đầu tiên, làm tuồn. Anh Tuấn là cháu bác Kim, ở lò gốm Hồng Hưng này chỉ có hai bác cháu anh làm gốm theo cách truyền thống. Các lò gốm khác trong vùng cũng chỉ có 1 đến 2 người làm gốm theo cách nắn tay. Anh Tuấn chủ yếu làm gốm từ công đoạn tài khủ và tài sổ. Trong kỹ thuật làm gốm đất đen, những người làm gốm chính là bàn xoay di động để tạo hình cho gốm. Nắn cái đít chậu đó, cục đất mà lên được khúc đít chậu đó. Đít đó là lên từ đây này, chỉ gắn từ khúc lên thôi. Còn cái cục đất mà lên nguyên chậu đó mới lâu á, không ai học nữa đó. Nhỏ lớn lên đi làm công ty đâu có thèm học ba cái nghề này nữa. Giờ làm công ty thấy khỏe hơn, sạch sẽ hơn, cái này đất cho nó dơ nó không thèm học nè. Bác Kim với vòng xoay của mình vẫn đang thổi hồn cho đất để tạo nên những dòng gốm đặc trưng. Còn anh Tuấn vẫn hàng ngày gieo những âm thanh cuối cùng của công đoạn khấu và chăng tai để hoàn thiện sản phẩm gốm đất đen. Những con người ở Cù Lao Tân Vạn bằng nhiệt huyết của mình vẫn đang hàng ngày đỏ lửa để tạo nên màu đen của hồn gốm Biên Hòa, Đồng Nai.